Thưa quý vị, thưa các bạn, trong giai đoạn từ nay đến năm 2035, nhiệt điện than đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, để phát triển nhiệt điện than trong thời gian tới, cần lựa chọn công nghệ tiên tiến, hiện đại để nâng cao hiệu suất, giảm thiểu tiêu thụ nhiên liệu và giảm phát thải ra môi trường. Ngoài việc tiến tới loại bỏ dần các nhà máy nhiệt điện than công nghệ cũ, không đáp ứng điều kiện về môi trường để giảm phát thải, xử lý tốt vấn đề tro, xỉ, bụi thải tại các nhà máy nhiệt điện than, việc tiến tới sử dụng các công nghệ tiên tiến hơn trong giai đoạn tới là cần thiết và phù hợp với xu thế của thế giới. Nhà máy nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1 là một trong số các dự án trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030. Nhà máy có tổng công suất 1.240 MW, gồm 2 tổ máy 620 MW với tổng mức đầu tư 1,755 tỷ đô la Mỹ. Đây là nhà máy nhiệt điện đốt than tại Việt Nam đầu tiên sử dụng than anthracit, có áp dụng công nghệ lò hơi siêu tới hạn đốt than phun. Việc triển khai dự án thành công sẽ là một cái bước tiền đề để có thể tận dụng than trong nước, ứng dụng công nghệ mới hơn, tiết kiệm hơn và thân thiện với môi trường hơn. Các đơn vị phía Việt Nam tham gia thì đều đã rất nỗ lực chứng tỏ năng lực của bản thân, chứng tỏ năng lực trình độ của các kỹ sư Việt Nam. Trong cái thời gian sắp tới thì chúng ta chứng kiến là nếu không đẩy nhanh cái tiến độ của các dự án trọng điểm, trong đó có nhiệt điện Vĩnh Tân và nhiệt điện Vĩnh Tân 4, nhiệt điện Vĩnh Tân 1 ấy, thì cái khu vực phía Nam sẽ gặp khó khăn trong cái việc đảm bảo cái điện phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế và nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Do yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường, các nhà chế tạo thiết bị cho nhiệt điện đốt than đã tập trung phát triển công nghệ đốt than mới nhằm tận dụng nhiều nguồn than khác nhau, bao gồm cả than có chất lượng thấp, hàm lượng lưu huỳnh cao, nhưng vẫn đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật môi trường để phát thải. Song song với đó là hoàn thiện và tối ưu hóa công nghệ các hệ thống thiết bị xử lý thải để tăng hiệu suất thu hồi các chất thải trong khí thải và kiểm soát nồng độ ô nhiễm. So với công nghệ lò hơi cận tới hạn truyền thống, thì lò hơi công nghệ siêu tới hạn đã giúp nhà máy nhiệt điện giảm mức tiêu thụ khoảng 110.000 tấn than, tương ứng với lượng phát thải hàng ngàn tấn oxit lưu huỳnh, oxit nitơ và lượng tro xỉ mỗi năm. Công nghệ siêu tới hạn này thì nó sẽ khác cái công nghệ dưới tới hạn là cái nhiệt độ và áp suất của nó lớn hơn. Thế nên là từ đấy thì cái hàm lượng mà than mà tiêu thụ ấy nó sẽ giảm. Nó giảm rất là nhiều so với cái công nghệ dưới tới hạn. Để giám sát công tác bảo vệ môi trường, đối với các dự án tại Vĩnh Tân, Bộ Công Thương đã tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai của nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1. Hiện nay, nhà máy đã thực hiện các biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, như xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt, để nước thải sinh hoạt sau xử lý được nhập chung với nước thải công nghiệp đã xử lý tiếp tục làm lắng, lọc và tái sử dụng cho vận hành nhà máy, như là tưới ẩm bãi tro, xỉ, rửa đường, tưới cây xanh mà không thải ra môi trường. Ngoài ra, để xử lý tình trạng khói bụi xỉ theo gió phát tán trong môi trường, nhà máy đã lắp đặt các thiết bị lọc bụi tĩnh điện ESP, hệ thống khử lưu huỳnh bằng nước biển và hệ thống khử nitơ SCR cho các tổ máy riêng biệt. Khí thải sau khi được xử lý thải ra ngoài môi trường qua ống khói có chiều cao 210 mét. Trong thời gian qua đưa vào vận hành công nghệ siêu tới hạn, chúng tôi đã đặc biệt quan tâm đến bảo vệ môi trường. Các hệ thống xả thải gồm chất lỏng, chất rắn và chất khí, đảm bảo về tiêu chuẩn khí thải khi thải ra môi trường. Khi đi vào hoạt động, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 sẽ cung cấp sản lượng điện trung bình hàng năm khoảng 7,2 tỷ kWh, giảm sự phụ thuộc của hệ thống điện vào nguồn thủy điện, đặc biệt vào mùa khô, giảm sản lượng điện phải truyền tải từ Bắc vào Nam và đánh dấu việc chính thức bắt đầu áp dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực nhiệt điện tại Việt Nam, góp phần đưa ngành điện lên tầm cao mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.